đang xem video tại kênh YouTube nhà gió GBU. đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Cô gái này ngàn lần không thể ngờ rằng, đối tượng trong buổi xem mắt đầu tiên của mình lại chính là tổng giám đốc của công ty cô. Càng khó tin hơn là, cô lại bị kéo đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn một cách chóng vánh và mơ hồ. Cô không hề hay biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được người đàn ông này tính toán từ lâu. Dụ dĩ mặc nhét giấy chứng nhận kết hôn vào túi của cô sau đó bảo tài xế đưa nguyễn thi thi về nhà còn nói tối nay anh sẽ đến thăm bố mẹ vợ nguyễn thi thi bất đắc dĩ gật đầu trở về nhà vừa bước vào mẹ cô bà lưu mới sách giỏ đi chợ về vừa đi vừa lẩm bẩm nghe gì lưu ở khu này nói vừa nãy có một cô gái trẻ bước xuống từ một chiếc xe sang không biết là con gái nhà ai mà tốt số thế nguyễn thi thi hơi lúng túng thừa nhận cô gái đó chính là mình nhưng bà lưu chỉ cười khẩy không tin đừng đùa mẹ như thế nguyễn thi thi hiểu rõ nếu cô nói thật rằng mình đã gả vào hào môn mẹ cô chắc sẽ ngất tại chỗ đúng rồi đối tượng xem mắt hôm nay thế nào bà lưu tiến lại gần ngồi xuống ghế sofa dáng vẻ như chuẩn bị thẩm vấn cô dụ dĩ mặc là cháu trai của bà lý một người mà bà lưu quen trong bệnh viện nhưng rõ ràng bà lưu không biết thân phận thật sự của anh nguyễn thi thi cắn môi đành khai thật với mẹ rằng dụ dĩ mặc sẽ đến nhà ăn tối nghe xong bà lưu lập tức đứng ngồi không yên vội vã chạy ra ngoài nói rằng phải đi mua ít cá và thịt cho chàng rể tương lai sau khi mẹ rời khỏi nguyễn thi thi trở về phòng mình đóng cửa lại cẩn thận lấy giấy chứng nhận kết hôn ra bản thân cô vốn chẳng còn hy vọng gì vào tình yêu vậy mà lại kết hôn chớp nhoáng với tổng giám đốc công ty đầu óc cô dối bời bỗng nhớ lại lời dụ dĩ mặc nói trên xe anh có thể cho em tất cả chỉ trừ tình yêu thật ra nghĩ kỹ cô cũng chẳng khác gì anh hai năm trước trong lần bị phản bội nhục nhã đó Cô đã mất hết niềm tin vào tình cảm giữa nam và nữ. Nguyễn Thi Thi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lúc này đã 5 giờ chiều. Bên ngoài vang lên giọng nói nhiệt tình của mẹ cô, "Tiểu Dụ, uống nước đi, ăn chút trái cây nào." Nguyễn Thi Thi như một quả tên lửa lao ra ngoài, chỉ thấy Dụ Dĩ mặc ngồi trên sofa trong phòng khách, không còn dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ Âu phục thường ngày, mà thay vào đó là trang phục thể thao giản dị. Anh còn thân mật gọi tên cô. Nguyễn Thi Thi hơi bối rối, chưa kịp định thần thì dụ dĩ mặc đã nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn vàng lên ngón áp út tay trái của cô. Anh đã nói sẽ cho em tất cả. Sau này, em có thể gọi anh là dĩ mặc, anh gọi em là thi thi. Nguyễn thi thi cố gắng giữ cho tâm trạng kích động của mình bình tĩnh lại, nói, có phải quá nhanh không? Chúng ta mới gặp nhau một lần, anh cũng chưa hiểu rõ về em. Dụ dĩ mặc không chút hoang mang, đáp, em là Nguyễn Thi Thi, 24 tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị hành chính trường Đại học Giang Đại, từng có một người bạn trai trong thời gian học đại học chia tay ngay sau khi tốt nghiệp. Nghe đến đây, Nguyễn Thi Thi vội vàng ngắt lời, nhưng đúng lúc này, bố cô đẩy cửa bước vào, "Thi Thi, nhà có khách à?" Giọng nói trầm ổn của ông khiến Nguyễn Thi Thi giật mình. Cô định yêu cầu Dụ Dĩ Mặc giữ bí mật chuyện đã đăng ký kết hôn, nhưng bố cô đã mở lời trước, "Dĩ Mặc, sao con lại đến đây?" Dụ Dĩ Mặc đứng dậy, lễ phép chào hỏi, "Chào thầy ạ." Thì ra, Dụ Dĩ Mặc là học trò của bố cô, chính là người luôn đứng đầu lớp, giành hết giải thưởng trong các kỳ thi một học trưởng danh tiếng lẫy lừng. Khi Nguyễn Thi Thi còn đang ngẩn người, bà Lưu với đôi mắt tinh tường đã chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, đồng thời nhận ra trên ngón tay của Dụ Dĩ Mặc cũng có một chiếc nhẫn giống hệt. Bà Lưu lập tức hỏi đầy nghi hoặc, hai đứa không phải mới quen hôm nay sao? Dụ Dĩ Mặc chẳng buồn bịa lý do, thẳng thắn thừa nhận, "Thưa thầy, thưa cô, con và Thi Thi đã đăng ký kết hôn rồi." Không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc, tưởng rằng điều chờ đợi hai người là cơn thịnh nộ dữ dội từ bố mẹ nhưng không ngờ họ lại đồng thanh vui mừng, tốt, kết hôn như vậy là đúng. Người đàn ông này, một giây trước còn đang bá khí hộ thê, nhưng giây sau đã đuổi người ta ra khỏi phòng, nguyên nhân là vì cô vô tình chạm vào một khung ảnh. Nguyễn Thi Thi đang đi dạo trong trung tâm thương mại, không ngờ lại chạm mặt bạn trai cũ cha nam là Tần Hiền Lễ, cùng tình nhân của anh ta, Dương Nguyệt. Dương Nguyệt dùng đúng chiêu trò hai năm trước để sỉ nhục cô, bảo cô cầm tiền rồi cút đi. Nhưng Nguyễn Thi Thi giờ đây đã không còn là cô gái yếu đuối ngày trước, cô ngay lập tức tặng cho tiểu tam một cái vuốt má yêu thương cha nam tần hiền lễ thấy vậy liền giơ tay định trả đũa nhưng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc dụ dĩ mặc xuất hiện nắm chặt cô tay của hắn ta cậu dám động vào cô ấy ánh mắt sắc lạnh của anh khiến tần hiền lễ lập tức co rúm lại dụ dĩ mặc dùng ánh mắt chết chóc ra lệnh cho cha nam tiện nữ cút dương nguyệt không cam lòng lớn tiếng thách thức dựa vào cái gì mà đuổi tôi đây là trung tâm thương mại của tôi sắc mặt dụ dĩ mặc trầm xuống từ hôm nay nơi này thuộc về tập đoàn ngự thị Tần Hiền Lễ biết không thể đối đầu với anh, vội vàng kéo Dương Nguyệt rời đi. Nguyễn Thi Thi cảm thấy áy náy vì chuyện vừa rồi, cô cúi đầu xin lỗi Dụ Dĩ Mặc. Nhưng anh nghiêm nghị nói, "Nguyễn Thi Thi, nhớ kỹ, em là vợ của anh. Không cần phải xin lỗi bất kỳ ai, cũng không cần sợ ai." Nguyễn Thi Thi có thể cảm nhận rõ sự khó chịu trong giọng nói của anh, nhưng không dám hỏi thêm. Phải đến tận bữa trưa, khi hỏi trợ lý Đỗ Việt, cô mới biết Dụ Dĩ Mặc tức giận là vì lo lắng cô bị thiệt thòi nghe vậy nguyễn thi thi mới thở phào nhẹ nhõm trái lại người nào đó thì không tốt số như vậy dương nguyệt sau khi trở về nhà thì phát tiết cơn giận lên tần hiền lễ nhưng dù vậy cô ta vẫn chưa thấy hà hê trong lòng thầm tính toán nhất định phải dạy cho nguyễn thi thi một bài học vậy là cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho một người chỉ sau vài câu trò chuyện đã đạt được thỏa thuận với người ở đầu dây bên kia sau khi gác máy tâm trạng dương nguyệt tốt lên trông thấy nguyễn thi thi trở về nhà dụ dĩ mặc Phát hiện đồ đạc của mình đã được bố mẹ thu xếp gửi tới đây, cô định mang hành lý cắt vào phòng chứa đồ, nhưng vô tình bước nhầm vào thư phòng của anh. Cô nhìn những kệ sách đầy áp, trong lòng không khỏi thán phục trí tuệ và học thức của anh. Đang mải mê ngắm nhìn, cô vô tình đụng phải một khung ảnh trên bàn làm việc, khiến nó rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nguyễn Thi Thi giật mình hoảng hốt, nhận ra bản thân gây ra chuyện rồi, cô vội vàng nhặt khung ảnh lên. May mắn thay, nó không bị hỏng sau khi kiểm tra cô cẩn thận đặt lại vị trí ban đầu nhưng ngay lúc đó một tấm thiệp màu vàng úa rơi ra từ khung ảnh dòng chữ đẹp mắt hiện lên trước mắt cô mặc ca ca em thích anh vãn nhi để lại đầu óc nguyễn thi thi như nổ tung em đang làm gì vậy giọng nói lạnh lùng của dụ dĩ mặc văng lên phía sau khiến cô sợ đến mức giật mình trong hoảng loạn cô vô ý làm rơi khung ảnh lần nữa dụ dĩ mặc nhanh như chớp đưa tay đỡ lấy ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nguyễn thi thi nghẹn giọng vội vàng giải thích xin lỗi em không cố ý ra ngoài anh cắt giọng nghiêm nghị ánh mắt không chấp nhận bất kỳ sự cãi lại nào dụ dĩ mặc hạ thấp giọng rõ ràng lộ rõ sự bất mãn nguyễn thi thi không dám làm trái ý ôm hộp đồ của mình rời đi đỗ việt nhìn thấy cô ôm đồ vội chạy tới giúp nguyễn thi thi ngập ngừng mở lời trợ lý đỗ vừa nãy tôi vô ý chạm vào đồ trong thư phòng của dụ dĩ mặc hình như khiến anh ấy tức giận rồi nghe vậy đỗ việt liền ngượng ngùng là lỗi của tôi quên nhắc phu nhân rằng thư phòng đó là khu vực cấm kỵ của tổng tài nguyễn thi thi nghe vậy mới hiểu ra tự nghĩ nếu là mình khu vực riêng tư bị xâm phạm chắc chắn cũng sẽ không vui tối đó sau khi tắm rửa xong cô nằm trên giường nhưng tràn trọc mãi không ngủ được nội dung trên tấm thiệp kia cứ ám ảnh trong đầu cô dụ dĩ mặc quý trọng khung ảnh đó như vậy chẳng lẽ vãn nhi là người anh ấy yêu sao nếu vậy tại sao anh ấy lại kết hôn với mình Nguyễn Thi Thi không hề hay biết, một người tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm hãm hại cô. Con người đã cứu cô thoát khỏi vòng nguy hiểm lại chính là người chồng, mà cô chỉ mới quen biết chưa đầy một ngày. Sáng hôm sau, vì mất ngủ nên Nguyễn Thi Thi đến công ty muộn. Vì thế đã bị gọi đi nói chuyện riêng, nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là, thay vì bị khiển trách, cô lại nhận được thông báo thăng chức. Tin tức lan nhanh, cô lập tức trở thành chủ đề bàn tán trong phòng ban của mình. Đa số đồng nghiệp đều chỉ trích cô, cho rằng cô dựa vào quan hệ để tiến thân, chỉ có thực tập sinh vương lỗi lên tiếng chúc mừng và nhiệt tình mời cô dùng bữa trưa. Vì ngại từ chối sự thịnh tình của đối phương, Nguyễn Thi Thi chỉ đành đồng ý. Nhưng không ngờ, vương lỗi lại đưa cô đến một nhà hàng năm sao sang trọng. Cô khá ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ tiếp nhận ý tốt của vương lỗi. Cô nâng ly nước trái cây lên cụm ly với đối phương rồi uống cạn, không ngờ chỉ sau đó vài giây, một cảm giác choáng váng và khó chịu lập tức kéo đến. Nguyễn Thi Thi cảm thấy toàn thân nóng rực, cố gắng đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn, ngã lại vào ghế. Vương lỗi làm bộ ngạc nhiên, chị thi thi, chị bị cảm sao. Nhưng trong ánh mắt hắn lóe lên một tia chế diễu. Tác dụng của thuốc vừa nhanh vừa mạnh. Ý thức của Nguyễn Thi Thi dần dần mơ hồ, trong lúc cô đang cố gắng giữ tỉnh táo, một người đàn ông trung niên bước vào. Vương Lỗi đưa ra chìa khóa phòng, cúi người nói, "Dương tổng, phòng 1807 đã chuẩn bị xong, người này tôi giao cho ngài." Cùng lúc đó, tại sảnh khách sạn, vì sự mất tích của Nguyễn Thi Thi, dụ dĩ mặc đang tạo ra một trận phong vũ trong khách sạn trong lòng lo lắng sợ cô gặp chuyện bất chấp bỗng anh thấy vương lỗi bước ra với vẻ mặt đắc ý ánh mắt sắc bén của dụ dĩ mặc ngay lập tức dừng lại trên chiếc nhẫn trên tay cô ta bước chân của anh lập tức khựng lại đứng lại anh quát lớn vương lỗi giật mình quay đầu cả người cứng đờ vừa thấy dụ dĩ mặc sắc mặt cô ta lập tức tái mét ánh mắt dụ dĩ mặc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay đối phương lạnh lùng hỏi chiếc nhẫn trên tay cô từ đâu mà có Vương lỗi có tật giật mình lắp bắp đáp, tôi, tôi tự mua. Nói xong cô ta ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt lạnh băng của dụ dĩ mặc. Nguyễn Thi Thi đang ở đâu? Nghe nhắc đến cái tên này, sắc mặt vương lỗi trắng bệch. Cô ta liều mạng lắc đầu bày tỏ không biết. Nhưng ánh mắt hoảng loạn của cô ta không thể qua được mắt dụ dĩ mặc. Dụ dĩ mặc không phí lời thêm, lập tức ra hiệu cho đội bảo vệ. Vài bảo vệ lực lưỡng nhanh chóng vây quanh vương lỗi, khiến cô ta sợ đến mức không dám chống cự tôi chỉ đưa chị Thi Thi đi ăn, cô ấy không khỏe, nên tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ. Phòng 1807. Nghe số phòng, trong lòng Đỗ Việt liền cảm thấy không ổn. Đó là phòng đặc biệt, dùng cho những cặp đôi. Dụ dĩ mặc không hề trần trừ, trực tiếp lao thẳng tới thang máy. Nghĩ đến chuyện bản thân từng hứa với thầy sẽ chăm sóc tốt cho Thi Thi, trong lòng anh lập tức nóng nảy. Trong phòng 1807, Nguyễn Thi Thi cảm giác lạnh lẽo đột ngột làm mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm. Trước mắt cô là bóng dáng một người đàn ông xa lạ. Chuyện đã đến nước này, cuối cùng cô cũng hiểu bản thân trúng kế của Vương Lỗi. Cô cố vùng vẫy nhưng sức lực đã bị thuốc khống chế hoàn toàn. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, cánh cửa bị đá mạnh bật mở. Người đàn ông bụng bia kia quay đầu lại định chửi, nhưng ngay lập tức bị một cú đá trời giáng của Dụ Dĩ Mặc quật ngã. Người đàn ông nhìn thấy Dụ Dĩ Mặc, mặt liền tái mét, không dám thở mạnh. Ánh mắt băng giá của anh khiến hắn rung mình. Dụ Dĩ Mặc lạnh lùng giao hắn cho Đỗ Việt xử lý. Người đàn ông thấy vậy vội vàng cầu xin. Còn khai ra kẻ chủ mưu là Dương Nguyệt. Bản thân ông ta không biết gì hết. Khi nghe đến cái tên Dương Nguyệt, dụ dĩ mặc không khỏi cau mày. Hóa ra tất cả đều là do à ta đứng sau giở trò. Dụ dĩ mặc lấy lại tinh thần, nhìn về Nguyễn Thi Thi đang trong trạng thái bất thường. Anh khẽ nói, dậy đi, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện. Không, em không đi bệnh viện đâu. Nguyễn Thi Thi mềm nhũn tựa vào lòng dụ dĩ mặc, như một chú mèo nhỏ bám dính lấy anh, cọ qua cọ lại với dáng vẻ nũng nịu. Dụ Dĩ mặc định đẩy cô ra, nhưng không ngờ cô lại bất ngờ ôm chặt lấy eo anh. Anh cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Thi Thi, hơi thở gấp gáp, cô khẽ rên rỉ, nóng quá, muốn ôm. Chưa đợi anh kịp phản ứng, Nguyễn Thi Thi đã chủ động hôn lên môi anh. Thuốc mê trong người khiến cô ý thức mơ hồ, hành động hoàn toàn theo bản năng. Cô kéo mạnh Dụ Dĩ mặc về phía mình, gắn kết đôi môi của cả hai. Để giúp cô giải trừ tác dụng của thuốc, Dụ Dĩ mặc chỉ có thể phối hợp sau đó chính là nội dung miêu tả năm nghìn từ trong trí tưởng tượng khi nguyễn thi thi tỉnh dậy cô chỉ cảm thấy toàn thân e ẩm đầu óc trống rỗng cô ngồi dậy bất giác cảm thấy nửa người phía trên lạnh lẽo khi cúi đầu nhìn xuống đầu óc còn đang mơ ngủ lập tức tỉnh táo tức thì cô thế mà lại cùng dụ dĩ mặc lúc này bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa thần kinh của nguyễn thi thi lập tức căng thẳng cô vội vàng ra mở cửa đỗ việt đứng bên ngoài cung kính nói thưa phu nhân tôi đến đưa cô về nhà rời khỏi khách sạn Giang Châu Quốc tế, Nguyễn Thi Thi được đưa về biệt thự. Vừa bước vào, một mùi thức ăn thơm lừng sộc vào mũi. Một người phụ nữ trung niên tươi cười bước ra chào đón, chào cô, phu nhân. Nguyễn Thi Thi ngơ ngác hỏi, cô là... Đỗ Việt nhanh chóng giải thích, đây là dì Dung, người của lão trạch dụ ra. Dụ tổng đã đặc biệt sắp xếp để dì chăm sóc cho cô. Nguyễn Thi Thi ngồi xuống bàn, vui vẻ thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng khi cô đang ăn uống ngon lành, dụ dĩ mặc đột nhiên bước vào, một giây trước Nguyễn Thi Thi còn ăn rất ngon miệng, nhưng một giây sau khi nhìn thấy dụ dĩ mặc, đã bị dọa cho hết hồn ngay cả đũa cũng không cầm vững. Anh, sao anh lại về? Nhà của tôi, tôi không về thì ở đâu? Dụ dĩ mặc vừa nói vừa ngồi xuống đối diện cô. Nguyễn Thi Thi vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua ở khách sạn, hai má lập tức đỏ bừng. Cô đứng phát dậy, tôi ăn no rồi. Nói xong, cô nhanh chóng chạy lên lầu. Vừa lên được nửa cầu thang, tiếng nói trầm ấm của dụ dĩ mặc vang lên từ phía sau. Chạy gì thế, cô chưa kịp phản ứng anh đã nhanh chóng bước tới chắn ngay trước mặt cô nguyễn thi thi ngẩng đầu khuôn mặt đẹp trai của anh gần ngay trước mắt khiến cô nghẹn lời thấy bộ dạng lúng túng của cô dụ dĩ mặc nắm tay cô kéo về phía phòng ngủ cô lo lắng hỏi anh anh định làm gì nhìn thấy cô ôm chặt lấy ngực mình trong tư thế phòng thủ dụ dĩ mặc bị bộ dạng căng thẳng này của cô chọc cho bật cười làm gì ư tôi chỉ muốn bảo em ngồi xuống dứt lời anh cầm lọ thuốc sát trùng nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương trên cổ nguyễn thi thi nhìn dáng vẻ chăm chú của anh trái tim không khỏi rung động gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại mang nét dịu dàng hiếm thấy xử lý xong vết thương dụ dĩ mặc dặn dò ở nhà nghỉ ngơi không cần vội đi làm nguyễn thi thi do dự một lát rồi hỏi chuyện thăng chức là anh sắp xếp sao dụ dĩ mặc thản nhiên gật đầu vẻ mặt không hề giấu giếm nguyễn thi thi cảm thấy khó hiểu định hỏi tiếp thì anh nhìn thẳng vào cô nhớ mày nói, em quên mất mình là vợ của dụ dĩ mặc sao. Em xứng đáng với những điều tốt hơn thế. Một câu nói đầy thâm tình của anh khiến tim Nguyễn Thi Thi đập loạn nhịp. Chưa từng có người đàn ông nào nói với cô những lời thâm tình như vậy. Cô vừa mừng thầm thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Nguyễn Thi Thi luống cuống nhắc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bà Lưu, mẹ cô. Ngày kia là sinh nhật bố con, lúc đó con dẫn tiểu dụ và bố mẹ nó đến. Cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm, Nguyễn Thi Thi nhất thời cứng họng, khẽ khàng khuyên mẹ, mẹ, chuyện này có thể hoãn lại được không? Bà Lưu dứt khoát nói, không được. Nói xong liền cúp máy, để lại Nguyễn Thi Thi, bần thần suy nghĩ mãi mà không biết làm sao mở lời với dụ dĩ mặc. Mãi đến chiều hôm sau cô mới gặp lại anh. Nguyễn Thi Thi khẽ gõ cửa phòng sách, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm của anh, vào đi. Cô mang khay trà bước vào, đến gần bàn làm việc, đây là trà gì dung vừa pha, em mang tới cho anh. Dụ dĩ mặc nhàn nhạt, nhạt ở một tiếng, Nguyễn Thi Thi gượng cười, cố tình nhắc đến cha mẹ. Chuyện đó, chúng ta cũng đã kết hôn được một thời gian. Em thấy khá tò mò về cha mẹ anh, nhưng chưa kịp nói hết, cô đã thấy sắc mặt của dụ dĩ mặc sầm xuống. Tim cô bỗng dưng trùng lại, ngập ngừng hỏi, em, em nói sai gì à? Dụ dĩ mặc bất ngờ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, trầm giọng lạnh lùng chất vấn. Nguyễn Thi Thi, em rảnh rỗi lắm đúng không? Nếu là em, tôi sẽ đặt tâm trí vào công việc thay vì lo lắng mấy chuyện vớ vẩn này lời anh khiến nước mắt Nguyễn Thi Thi dâng đầy trong mắt. Cô không hiểu, vì sao nhắc đến cha mẹ. Dụ dĩ mặc lại tức giận đến vậy. Dù hai người là vợ chồng, nhưng lúc này lại chẳng khác gì người xa lạ. Sau này khi nghe dì Dung nói chuyện, Nguyễn Thi Thi mới biết hai từ cha mẹ rất nhạy cảm với dụ dĩ mặc. Mẹ của anh bị bệnh nặng, trước khi qua đời muốn gặp cha dụ lần cuối. Những vì công việc bận rộn nên ông đã không tới. Từ đó về sau, mối quan hệ của dụ dĩ mặc và cha liền trở nên xa cách. Nghe xong những chuyện này, nguyễn thi thi cảm thấy vô cùng áy náy cô phải tìm cơ hội để xin lỗi đối phương mới được vài ngày sau nguyễn thi thi cẩn thận cải trang mang theo canh sườn hầm hải sâm mà dụ dĩ mặc thích đến công ty để lấy lòng anh nhưng lại bị thư ký của anh chặn ngay tại cửa người giao đồ không được tùy tiện vào nguyễn thi thi sững người chưa kịp giải thích thì thấy dụ dĩ mặc dẫn vài người đi tới anh vừa quay đầu nhìn thì ánh mắt lướt qua cô ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi như không có chuyện gì thư ký thấy dụ dĩ mặc liền hớn hở báo cáo tổng giám đốc người giao đồ này cứ khăng khăng đòi vào tôi đang định đuổi ra không cần để cô ấy vào dụ dĩ mặc nói ngắn gọn rồi đi thẳng vào văn phòng nguyễn thi thi hồi hộp đi theo vừa bước vào đã nghe giọng anh lạnh lùng vang lên em đến đây làm gì cô rụt rè nói em em mang canh cho anh nói rồi cô đặt hộp canh lên bàn rụt rè xin lỗi chuyện tối qua dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như một đứa trẻ mắc lỗi khiến cơn giận của dụ dĩ mặc dần dịu đi thấy vậy cô mừng thầm liền nhân cơ hội hỏi vậy tối nay anh có thể đi cùng em không cô chưa nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên tổng giám đốc có tài liệu quan trọng cần ngài ký dụ dĩ mặc nhìn cô mặt không biểu cảm ra lệnh về đi nguyễn thi thi bất lực rời khỏi công ty sau đó cô đến trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật cho bố nhưng khi cô chọn được một cây bút máy ưng ý thì nó đã bị người khác mua mất người mua là một người đàn ông ngồi trên xe lăn điều bất ngờ hơn khuôn mặt anh ta có vài nét giống với dụ dĩ mặc khi nguyễn thi thi nhìn anh ta người đó cũng nhìn lại cô lúng túng định bỏ đi thì người đàn ông gọi lại cô gì ơi xin dừng bước nguyễn thi thi quay lại thì đã thấy anh ta đã đến gần anh ta lịch sự đề nghị nhường cây bút máy cho cô nguyễn thi thi cảm ơn dối rít rồi vui vẻ mua cây bút rời đi với tâm trạng phấn khởi người đàn ông trên xe lăn nhìn theo bóng cô ánh mắt lóe lên một tia gian xảo sau đó anh ta lên tiếng hỏi cô gái kết hôn với dụ dĩ mặc chính là người này sao? Buổi tối, dụ dĩ mặc tan làm về nhà nhưng không thấy Nguyễn Thi Thi đâu. Biết được cô đi dự sinh nhật bố từ lời kể của dì Dung, lòng anh trượt nặng trĩu, cảm giác áy náy dâng lên. Vừa ra ngoài, anh vừa gọi điện cho Đỗ Việt, điều tra xem Nguyễn Thi Thi đang ở đâu. Trong khi đó, Nguyễn Thi Thi đã đến phòng riêng ở nhà hàng Phong Thanh Phường. Bà Lưu thấy cô đến liền vội vàng ra đón, Thi Thi, mau ngồi xuống. Tiểu dụ đâu? Còn bố mẹ nó nữa, Nguyễn Thi Thi định mở lời giải thích thì tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Bố, mẹ, xin lỗi, con đến trễ. Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, bà Lưu quay lại, chỉ thấy dụ dĩ mặc thong thả bước vào. Liền hỏi sao ông bà xui không đến. Dụ dĩ mặc bình tĩnh đáp. Bố con có việc phải ra nước ngoài, mẹ con thì đã qua đời khi con 20 tuổi. Bà nội sức khỏe không tốt nên con không tiện để bà đến đây. Bà Lưu nghe xong, sợ không khí trở nên gượng gạo, liền cười xòa để làm dịu. Nếu đã như vậy, con đã đến thì tấm lòng cũng đã gửi gắm rồi. Dụ dĩ mặc vào Nguyễn Thi Thi, lần lượt đưa những món quà đã chuẩn bị cho giáo sư Nguyễn. Ông cầm tay hai người, nghiêm túc nói, thật ra quả cáp không quan trọng, điều quan trọng là hai con hòa thuận, như vậy bố mới yên lòng. Dụ dĩ mặc siết chặt tay Nguyễn Thi Thi, trịnh trọng hứa với giáo sư, con nhất định sẽ đối xử tốt với Thi Thi. Nghe lời hứa ấy, trong lòng Nguyễn Thi Thi ngổn ngang cảm xúc. Rõ ràng anh rất lạnh nhạt với cô, nhưng lại đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của bố cô, buổi tiệc sắp kết thúc nhân lúc dụ dĩ mặc ra ngoài nhận cuộc gọi nguyễn thi thi vội viện cớ đi theo anh đứng ở cuối hành lang nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy nguyễn thi thi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm hỏi sao anh lại đột ngột đến đây dụ dĩ mặc cục mắt nhìn cô giọng điểm nhiên anh là chồng em đương nhiên phải đi cùng em sau này có chuyện gì nhớ phải nói với anh anh sẽ ở bên cạnh em nói xong dụ dĩ mặc dặn dò nguyễn thi thi anh đã sắp xếp xe đưa cha mẹ về lát nữa đỗ việt cũng sẽ đến đưa em trở về nhà em nghỉ ngơi sớm đi bây giờ anh phải tham gia một cuộc gặp gỡ đối tác dứt lời dụ dĩ mặc liền vội vàng muốn rời đi nguyễn thi thi vội bước theo kéo áo anh lại hỏi em có thể đi cùng anh không em muốn ở bên cạnh anh sau đó dụ dĩ mặc dẫn nguyễn thi thi tới một hội sở cao cấp nhìn thấy địa điểm này nguyễn thi thi có chút kinh ngạc dụ dĩ mặc sẽ bàn chuyện làm ăn ở nơi như vậy sao dụ dĩ mặc dặn dò nguyễn thi thi ở bên ngoài đợi còn anh vào trong bàn chuyện. Vì lần đầu tiên đến nơi như vậy, Nguyễn Thi Thi cảm thấy vô cùng bối rối. Trong lúc cô đang ngồi trong phòng riêng, thì bỗng một người phụ nữ mặc một chiếc váy hai dây đỏ rực bước tới, ánh mắt không thân thiện, "Là anh Dụ đưa cô tới à? Đã là bạn của anh Dụ, nào, uống một ly đi." Nguyễn Thi Thi lịch sự từ chối, "Xin lỗi, tôi không uống được." Nhưng không ngờ, cô gái váy đỏ lập tức thay đổi thái độ, giọng nói châm chọc, "Không biết uống rượu. Đúng là làm mất mặt anh Dụ." những ánh mắt xung quanh bắt đầu dồn về phía cô cô gái váy đỏ lắc lắc ly rượu trong tay tiếp tục khiêu khích không uống cô không nể mặt tôi sao nguyễn thi thi nhíu mày không muốn làm dụ dĩ mặc mất mặt trước nhiều người như vậy nên đành cầm ly rượu lên uống cạn trong một hơi cô nén cảm giác khó chịu trong người miễn cưỡng nở nụ cười được rồi coi như tôi đã nể mặt cô thấy không thể làm khó nguyễn thi thi cô gái váy đỏ càng thêm tức giận cô ta gọi thêm vài cô gái khác đến ép cô uống nhiều ly rượu mạnh Nguyễn Thi Thi cảm thấy cơ thể như bị lửa thiêu đốt, quyết không uống thêm nữa. Điều này khiến cô gái váy đỏ tức giận, giọng nói trở nên gay gắt, cô nói không uống là không uống. Cô nghĩ cô là ai? Đúng lúc này, Dụ Dĩ mặc bước ra từ một phòng riêng nhỏ khác bước ra. Anh nhanh chóng nhận ra đám đông đang vây quanh Nguyễn Thi Thi, ánh mắt lạnh băng lướt qua mọi người. Anh không nói lời nào, xuyên qua đám đông, kéo Nguyễn Thi Thi từ sofa đứng dậy, kéo cô lại gần bên mình, ánh mắt đầy uy nghiêm và quan tâm, ai bắt nạt em? những người xung quanh thấy biểu cảm nghiêm nghị của anh đều cúi đầu im lặng không dám lên tiếng nguyễn thi thi nhẹ nhàng lắc đầu im lặng không nói gì thấy cô không chịu mở miệng dụ dĩ mặc liền ôm cô vào lòng đi anh đưa em về trước khi rời đi anh lạnh lùng liếc nhìn cô gái váy đỏ giọng nói lạnh lẽo như băng người dám bắt nạt cô ấy chỉ có một lần này không có lần sau sau đó anh bế nguyễn thi thi rời khỏi phòng một giờ sau họ về đến nhà dì dung nhìn thấy nguyễn thi thi đang bất tỉnh nhân sự không khỏi kinh hãi thiếu phu nhân làm sao vậy dụ dĩ mặc dặn dì dung nấu một bát canh giải rượu rồi bế thẳng nguyễn thi thi lên lầu đưa cô vào phòng ngủ anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường vừa định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy cổ mình bị giữ chặt anh quay lại nhìn liền thấy nguyễn thi thi đang nằm trên giường đôi mắt mơ màng nửa khép nửa mở nhìn anh với ánh mắt ngây dại cô thì thầm đừng đi dụ dĩ mặc khựng lại một lúc sau đó dịu dàng nói anh không đi Đôi mắt Nguyễn Thi Thi mơ màng, giọng nói bay bay, "Hôm nay cảm ơn anh đã đến dự sinh nhật của cha mẹ." Nói xong, cô bỗng bật cười khúc khích, rồi thì thầm, "Cảm ơn anh." Nói rồi, cô bất ngờ nâng cằm, áp môi mình lên môi anh một cái thật nhanh. Hành động bất ngờ khiến Dụ Dĩ mặc sững sờ, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không thể gọi tên. Nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thi Thi lại cười khúc khích như một đứa trẻ, hoàn toàn không còn ý thức, anh mới nhận ra cô đã thật sự say. Nhìn vẻ ngốc nghếch của cô, Ngọn lửa trong lòng anh bất giác tan biến. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Nguyễn Thi Thi ra, cẩn thận đắp chăn cho cô. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Dụ Dĩ mặc bắt máy, chỉ nghe đối phương nói một từ, "Đêm nay." Khuôn mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng. Không chần chừ, anh xoay người rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Buổi sáng hôm sau, Nguyễn Thi Thi mơ màng thức giấc. Về những chuyện tối qua cô chẳng nhớ được gì. Khi cô bước xuống cầu thang, bữa sáng đã được dì Dung chuẩn bị xong không thấy dụ dĩ mặc đâu nguyễn thi thi không nhịn được lên tiếng hỏi thử dì dung bày tỏ thiếu gia có chuyện gấp nên đã đi từ tối hôm qua bà còn nói thêm đêm qua thiếu phu nhân say rượu là thiếu gia đã chăm sóc cả đêm tôi chưa từng thấy ngày ấy quan tâm đến ai như vậy những lời này của bà làm nguyễn thi thi xấu hổ đỏ mặt sau khi dùng bữa sáng xong cô liền trở lại cuộc sống thường ngày nhưng khi bước chân vào công ty ánh mắt của mọi người nhìn về phía cô đều có chút bất thường nguyễn thi thi hiểu được cô vừa mới được thăng chức lại đột nhiên nghỉ làm vài ngày liền mọi người cảm thấy kỳ lạ cũng có lý do cả hiện giờ cô chỉ có thể càng nỗ lực hơn để có được sự công nhận của đồng nghiệp nào ngờ ngày đầu tiên được thăng chức nguyễn thi thi đã bị đồng nghiệp chơi xấu quản lý lan là cấp trên mới của nguyễn thi thi cô và tử hàm đều là trợ lý của lan tỷ sau khi chào hỏi xong tử hàm dẫn nguyễn thi thi đến phòng làm việc mới sau đó yêu cầu cô giải quyết chuyện phúc lợi của nhân viên trong kỳ nghỉ đây là chuyện đau đầu nhất bởi vì rất khó đạt được sự hài lòng từ nhân viên và đối tác từ hàm ghen tị vì nguyễn thi thi được thăng chức quá nhanh vậy nên muốn ném củ khoai bỏng tay này cho cô một khi xử lý không tốt mất lòng đối tác và nhân viên thì vị trí này nguyễn thi thi khó mà ngồi vững nguyễn thi thi không hề hay biết chuyện này vẫn còn đang vui vẻ chuẩn bị rủ đồng nghiệp cũng đi khảo sát mặt hàng quà tặng với mình vì trong bản kế hoạch công việc có nhắc đến chuyện có thể yêu cầu hai đồng nghiệp khác đi hỗ trợ nên nguyễn thi thi liền tới phòng làm việc hỏi thử xem có ai rảnh rỗi không tiếc lời đề nghị của cô không được đáp lại thấy vậy nguyễn thi thi chỉ đành thử nhờ người đồng nghiệp khá thân thiết của mình trong công ty giúp đỡ nào ngờ cô vừa mở lời đối phương đã bị tử hàm gọi đi làm việc đối phương còn cố ý trách móc nguyễn thi thi trước mặt các đồng nghiệp khác thi thi mọi người đều bận rộn cô không thể yêu cầu người khác buông bỏ công việc để hỗ trợ mình như vậy hơn nữa hiện giờ cô đã là trợ lý hành chính lẽ nào chút chuyện nhỏ này cũng không làm được sao nguyễn thi thi mím chặt môi không giải thích mà chỉ đáp lại hàm tỷ tôi nhất định sẽ làm tốt nói xong cô liền xoay người rời đi dù biết đây là phần công việc phải ít nhất hai ba người mới có thể hoàn thành nhưng nguyễn thi thi vẫn quyết tâm làm thật tốt tiếc là vì báo giá của công ty đưa ra quá thấp nên không một bên đối tác nào đồng ý bọn họ đều nói rằng đây là giá của năm trước năm nay chắc chắn sẽ không một bên nào đồng ý làm đến tận chiều muộn nguyễn thi thi uể oải bước đi trên đường cơn đau thể xác tinh thần như hút cạn năng lượng của cô vì cả ngày đi giày cao gót hiện giờ chân của cô sắp không bước nổi nữa rồi nguyễn thi thi thở dài nếu sớm biết hôm nay phải đi bộ nhiều như thế cô đã đi giày bệt rồi chính vào lúc này chuông điện thoại lại vang lên đồng nghiệp kêu cô nhanh chóng đưa văn kiện sáng nay cho dụ tổng vậy là nguyễn thi thi lại đành chạy một vòng quay trở về khi cô vừa bước vào Dụ Dĩ Mặc đã chú ý đến dáng đi kỳ lạ của cô. Dù Nguyễn Thi Thi nói rằng bản thân không sao, Dụ Dĩ Mặc không nói lời nào trực tiếp kéo cô ngồi xuống sofa ra lệnh, đừng cử động. Nói xong anh quỳ xuống, cẩn thận tháo đôi giày cao gót đã thấm đầy rô của cô. Nhìn thấy vết thương nơi gót chân, ánh mắt anh tối sầm lại, giọng nói pha lẫn giận dữ và xót xa, "Em định giấu anh đến bao giờ?" Nguyễn Thi Thi á khẩu, không biết đáp thế nào. Dụ Dĩ Mặc nhanh chóng đem thuốc đến, chuyên chú giúp cô xử lý vết thương. Nhìn gương mặt đẹp trai đang nghiêm túc giúp đỡ mình của đối phương, gương mặt Nguyễn Thi Thi không nhịn được mà đỏ bừng, nóng như đang bị lửa đốt. Khi cô đang cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại thì lại nghe Dụ Dĩ Mặc gọi điện thoại phân phó trợ lý mang đến một đôi giày bệt size 36, sau đó nghiêm khắc nhắc nhở, lần sau đổi giày rồi hãy ra ngoài. Nguyễn Thi Thi ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhớ lại chuyện tối qua, liền thử dò hỏi, "Chuyện tối qua?" Thái độ của Dụ Dĩ Mặc lập tức thay đổi, đáy mắt hiện lên một tia cười khó nhận ra. Anh chăm chú nhìn cô, giọng đùa cợt, em muốn biết chuyện tối qua. Nguyễn Thi Thi vội gật đầu, em không gây phiền phức cho anh chứ. Dụ dĩ mặc nhướng mày cười như không cười. Nếu việc em chủ động ôm anh, còn cưỡng hôn anh không tính là phiền phức, thì không có gì cả. Nguyễn Thi Thi kinh hãi, bật thốt lên, em, em đã làm vậy sao? Đúng lúc này, Đỗ Việt gõ cửa bước vào mang theo giày đến. Dụ dĩ mặc nhận lấy, đích thân giúp Nguyễn Thi Thi mang vào. Sau khi đổi giày, nguyễn thi thi vừa rời khỏi văn phòng đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại đứng lại cô quay lại hóa ra là trình lục thư ký của dụ dĩ mặc ánh mắt trình lục đầy cảnh giác cô là ai thuộc bộ phận nào nguyễn thi thi đáp tôi là nguyễn thi thi phòng hành chính trình lục nghe giọng cô có chút quen thuộc khi ánh mắt rơi xuống đôi giày bệt mới trên chân nguyễn thi thi lòng gợn lên cảm giác đố kỵ sau khi chào hỏi xong nguyễn thi thi liền định rời đi nào ngờ lại bị trình lục liền chặn lại giọng không thiện cảm tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn ở phòng tổng giám đốc, cô đừng hòng có ý đồ gì. Nguyễn Thi Thi nhách môi cười lạnh, thư ký Trình, không phải ai cũng rảnh rỗi như cô. Trình lục tái mặt, nghiến răng, ý cô là gì? Nguyễn Thi Thi không thèm để ý, bước thẳng vào thang máy. Nhìn bóng cô rời đi, Trình lục vừa giận vừa lo. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người phụ nữ mang mũ, và khẩu trang hôm trước đến đưa cơm cho dụ dĩ mặc, dường như chính là Nguyễn Thi Thi. Trình lục âm thầm nghiến răng, tôi tuyệt đối không để yên cho cô sau giờ làm nguyễn thi thi về nhà bận rộn với công việc không nhận ra cửa phòng khẽ mở dụ dĩ mặc lặng lẽ bước vào ánh mắt chăm chú nhìn cô anh chậm rãi tiến lại gần nhẹ giọng hỏi em đang làm gì vậy nguyễn thi thi giật mình quay lại nhìn anh lắp bắp anh sao anh ở đây dụ dĩ mặc không nhuyến mày mà nói nhà của anh anh không ở đây thì ở đâu nguyễn thi thi vội vàng giải thích em không có ý đó dụ dĩ mặc không đáp ánh mắt lại lướt qua văn kiện trên bàn làm việc anh nhanh chóng nhận ra cô đang gặp rắc rối trong công việc. Dụ dĩ mặc quan tâm hỏi, có cần anh giúp không? Nguyễn Thi Thi lắc đầu kiên định, không cần, em muốn tự mình hoàn thành để chứng minh bản thân. Thấy sự kiên cường trong ánh mắt cô, dụ dĩ mặc không khỏi cảm thấy tự hào. Anh khẽ gật đầu, tốt, cứ để em tự làm. Sau một thoáng im lặng, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị hơn, thứ bảy tuần này, anh sẽ đưa em về nhà chính thăm bà nội. Nguyễn Thi Thi nghe vậy, hai tay vô thức đan vào nhau, trong lòng đầy do dự nhớ đến hình ảnh anh đến tham dự tiệc sinh nhật của cha cô. Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý, được, thứ bảy em sẽ đi với anh. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.